Vâng, chào các bác, và đây là anh Nam, người sở hữu bộ dàn karaoke ngày hôm nay. Và anh Nam có những cái lời gì chia sẻ cho anh em khi mà anh đã sở hữu bộ X23 với loa full B12 thì anh thấy chất âm nó thế nào anh? Thực ra nói là tôi theo dõi kênh YK này là cũng khoảng hơn 2 năm rồi. À dạ vâng. Vì cũng là cái mơ ước mà để mua được một bộ dàn bên mình và dạ vâng, sử dụng gia đình, thì đến hôm nay thì nó cũng là thành hiện thực. Dạ vâng. Trước tiên là cảm ơn cái đội ngũ là về tận nhà, tận tình về nhà lắp đặt. Dạ vâng. Còn về chất liệu của ông anh Hoa thì rất là hài lòng. Dạ vâng. Vì thấy cái bộ này của bên mình. Trước tiên thì gia đình xin là cảm ơn đội ngũ ở bên mình. Dạ vâng vâng. Và ok. Và anh em về tận nhà lắp đặt. Dạ. Vâng vâng. Thay mặt anh em Jika thì cảm ơn anh và gia đình rất nhiều. Và chúc anh năm mới mạnh khỏe và mọi điều may mắn. Và sẽ giải trí vui vẻ trên cái bộ dàn do chúng em set up tận nhà. Em cảm ơn anh nhé. Vâng vâng. Vâng, chào các bác anh em, và hiện tại thì em đang có mặt ở thành phố Phủ Lý, Hà Nam. À, trước mặt em là ngôi nhà của anh Nam. Một ngôi biệt thự rất đẹp. Và mời các bác anh em sẽ tiến vào khu ra bên trong xem là nhà kẽo rất to rồi. Và anh Nam sau khi đã đến trực tiếp tại Sika Audio thì anh đã ủng hộ Sika Audio chúng em. Một bộ dàn cũng có một cơ thể liên vang X23, một mic không dây VK321 và một cặp loa full B12. Và các bạn đang được thưởng thức cái chất âm trong cái căn phòng khách này Nam. Cặp loa full B12, một con đẩy X23 và bộ mic không dây VK321. Chỉ cần 3 thiết bị, nó sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghe nhạc giải trí hát karaoke cho các bác. Con đẩy liên vang X23 là phân khúc đẩy liên vang cao cấp nhất thị trường hiện nay các bác. Ngoài giải mã như một con vang số ra thì nó còn có thêm cả tính năng như một chiếc lâm tiếng nữa. Các bác có thể thấy chất âm của nó rất tuyệt vời. Nhạc hay không là do con đẩy nó đẩy liền vang nó xử lý tín hiệu các bạn. Nhạc hay mic hát bay sáng. Thay đèn ở đấy nữa, cái mà PC nó sáng luôn. Nó bảo để em tìm một bộ